hỏi: Tại sao người tu đạo không nên có tình cảm? Đáp: Tại vì tình cảm rất là ích kỷ. Nếu để thất tình lục dục làm chủ, thì chúng ta sẽ phạm lỗi ích kỷ và sẽ rời xa đại đạo. Bởi đại đạo là đại công vô tư. Hỏi: Khi ngủ nằm mộng, việc làm trong mộng có tính là tạo nghiệp không? Đáp: Những chuyện làm trong giấc mơ thì không kể là nghiệp. Chủ yếu lúc tỉnh mà không tạo nghiệp là được rồi. Nhưng cũng không thể nói một cách chung chung. Chẳng hạn như bảo là tôi muốn nằm mơ để trong mơ tôi sẽ tạo nhiều nghiệp, vì như thế là không có tội. Nếu như quý vị không có cái vọng tưởng là muốn tạo nghiệp trong giấc mơ thì không sao. Còn như trong lúc bình thường tỉnh táo mà có ý niệm tạo nghiệp nhưng lại không làm, thì đó là vì mê hoặc chứ không phải là nghiệp. Hỏi: Đệ tử làm sao tu trí huệ? Đáp: Không ngu si tức là tu huệ. Bỏ ngu si đi tức là trí huệ. Phá vỡ vô minh rồi thì pháp tánh sẽ xuất hiện. Đây dễ như là trở bàn tay. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.